Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường 2 Chiều. Đã một thời gian rồi thì ở trên Đường 2 Chiều đã không có những cái video về những chiếc xe mô tô phân khối lớn. Và ngày hôm nay thì Đường 2 Chiều mang trở lại hình ảnh của một chiếc xe cực kỳ đặc biệt đến từ Harley Davidson. Đó chính là chiếc Pan America, mình có gọi tắt là Pan Am. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi xem những hình ảnh đầu tiên thực tế của chiếc Pan Am tại Hà Nội. Và mình cũng rất là vui khi là một trong những cái người đầu tiên tại Hà Nội được gọi là sờ tận tay cái chiếc xe này. Đầu tiên thì chúng ta nói về cái phần ngoại hình thì các bạn thể thấy theo mình thì mình thấy là cái phần đầu xe, cái thiết kế đầu xe nó là một cái điểm mà nó khá là khác biệt so với cả những cái chiếc xe khác trong cái phân khúc này bây giờ. Chúng ta sẽ có một cái phần đầu đèn được làm vuông và nó nối liền khối với cả cái phần bình xăng. Cái thiết kế này thì nó sẽ có một cái điểm nổi bật riêng so với cả những cái chiếc xe đến từ BMW hay là Ducati. Phía dưới đây thì chúng ta với cái phiên bản special, ở Việt Nam thì chúng ta sẽ chỉ có phiên bản special mà thôi. Phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ có cặp vành nan hoa không xăm, nan ngoài, và sẽ có phanh của Brembo, góc đặt là radial. Về cái hiệu năng phanh của cái hệ thống phanh trên chiếc Pan Am như thế nào thì có lẽ là phải chờ đến cái thời điểm mà chúng ta được trải nghiệm xe thì mới có thể nói chính xác được. Và tiếp theo thì các bạn có thể tìm thấy là hệ thống upside down phía trước của Showa. Và ở trên những chiếc Pan Am tại Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ có cái hệ thống Showa gọi là bán tự động, chỉnh điện cả trước và cả sau. Và cái hệ thống giảm xóc ở trên cái chiếc xe này thì nó có thể tùy chỉnh được theo nhiều chế độ khác nhau, tùy thuộc vào các cái điều kiện đường xá mà chúng ta lựa chọn. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể thấy là ở phần thân xe thì cái điểm nổi bật nhất ở trên cái phần thân xe nhìn ngang ở trên chiếc Pan Am đó chính là cái khối động cơ. Và cái chiếc xe này thì động cơ nó cũng sẽ là một phần của khung. Chính vì vậy cho nên là các bạn sẽ nhìn thấy phải đến 80% khi mà nhìn ngang xe sẽ thấy cái khối động cơ rất là đẹp này. Mình cũng muốn nói sâu hơn một chút về cái khối động cơ mới ở trên chiếc Harley Davidson Pan America. Thì đây là cái khối động cơ Revolution Max 1250. Và chính xác ra thì nó như là 1252 phân khối thì phải. Và cái khối động cơ này thì nó sẽ sinh ra khoảng 150 ngựa tại 9.000 vòng tua máy loanh quanh đó. Một cái con số mà chúng ta nghe có vẻ cũng khá là bất ngờ khi mà nghe một chiếc Harley mà rev khoảng tầm 9.000 vòng, đúng không các bạn? Và cái khối động cơ này thì có một số những cái thay đổi có thể nói là khá thú vị và có rất là nhiều công nghệ mới so với cả những cái chiếc Harley khác. Đầu tiên chúng ta có thể nói đến là cái góc giữa hai cái tay biên, nó sẽ là 30 độ. Và với một cái khối động cơ máy V-twin 60 độ như thế này thì khi mà cái góc crank pin offset đấy nó là 30 độ thì chúng ta sẽ có một cái chu trình đánh lửa là 90 độ và sau đấy là 540 độ. Và theo như một số ý kiến cho rằng thì với cái cách làm động cơ như thế này thì họ sẽ giúp cho chiếc xe có được một cái độ đã bám đường tốt hơn ở nhiều điều kiện đường khác nhau. Cái điểm thứ hai đó chính là khối động cơ này thì cũng sẽ được trang bị hệ thống van biến thiên. Tất nhiên là nó sẽ theo cái dạng là cam phaser, tức là nó sẽ thay cái góc của trục cam mà thôi, chứ không phải là thay đổi cái độ mở cũng như là thời gian mở của van. Đây cũng là một cái điểm khá hay, nhưng mà tuy nhiên thì theo công bố của Harley thì cái van biến thiên được đặt vào trong cái khối động cơ Revolution Max này thì nó sẽ giúp cho cái chiếc xe được trải nghiệm mượt mà hơn và quan trọng nhất là tiết kiệm nhiên liệu hơn. Còn gì nữa nhỉ? Cái khối động cơ này thì nó có rất là nhiều chi tiết được làm từ magie, nó sẽ giúp cho cái khối động cơ này nhẹ hơn. Rồi tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đi đến cái phần đuôi xe. Chúng ta xem một chút về cái chiếc xe này, chúng ta đã có được lắp sẵn những cái thùng, cả thùng hai bên và thùng sau rồi. Nếu như mà để thùng như thế này thì sẽ phải đứng xa xa một chút thì các bạn có thể nhìn rõ được cái thiết kế phần đuôi xe của Pan Am. Về phần thiết kế đuôi xe thì mình thấy là về nói chung là nó hòa hợp với các tổng thể, nhưng mà nó cũng không phải là một cái gì đấy nó quá là nổi bật cả. Đó, đây cái ống xả, đây là ống xả zin. Hiện tại thì bọn mình rất là tiếc là không được nổ máy để nghe thử cái tiếng âm ống xả từ cái chiếc Pan Am này. Nhưng mà các bạn có thể tìm những cái video ở trên YouTube, họ đã có những cái video để test tiếng ống xả của chiếc Pan Am rồi. Ống xả nguyên bản thực ra là nghe nó cũng sẽ rất là nhỏ nhẹ thôi, nó không giống như là những cái chiếc Harley mà chúng ta thường nghĩ đến là có một cái tiếng ống xả rất là lực. Thì cái chiếc xe này nó không như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi thử lên trên cái phần yên xe xem là cái tư thế ngồi trên chiếc xe này như thế nào. Và tư thế ngồi của mình thì nó sẽ là như thế này. Với cái chiếc xe này thì nó được trang bị cái hệ thống nó gọi là Adaptive Ride Height. Dưới các tiếng Việt thì chúng ta có thể hiểu nôm na nó là hệ thống chiều cao thích ứng. Tức là khi mà chúng ta dừng xe hoặc là giảm tốc thì cái hệ thống giảm xóc điện tử của chiếc xe này nó sẽ có xu hướng là nó giảm cái chiều cao của xe xuống. để giúp chúng ta có những cái gọi là thao tác xử lý xe nó được tự tin hơn. Bên cạnh đó thì cái chiếc xe này chúng ta cũng sẽ có một cái phần đồng hồ là màn hình TFT có màu. Nói chung là cái màn hình này thì chúng ta vừa có thể hình như là cảm ứng được hay sao ạ. Và chúng ta có thể điều chỉnh được rất là nhiều những cái thông số ở trên này. Ví dụ như là các cái chế độ lái này, chúng ta can thiệp được vào ABS, xe thì được trang bị cả IMU. Chính vì vậy là nó sẽ có cornering ABS và một cái hệ thống traction control cũng như là một cái phản hồi tay ga nó sẽ gọi là chính xác hơn, can thiệp được chính xác hơn. Đó, ngoài ra chúng ta có thể can thiệp được các cái chế độ của cái hệ thống giảm xóc điện này để tùy thuộc vào những cái tình huống địa hình khác nhau như mình đã chia sẻ ban nãy. Đó, bên phần tay lái thì chúng ta có thể thấy là những cái phím bấm rất là quen thuộc ở trên những cái dòng xe Adventure Touring, ví dụ như là Cruise Control, rồi chúng ta sẽ có sưởi tay lái vân vân và vân vân, rất nhiều. Có thể nói đây là một chiếc xe nhiều công nghệ nhất của Harley Davidson từ trước đến nay. Và khi mà chúng ta nghĩ đến một cái chiếc xe Harley thì thường chúng ta sẽ không nghĩ đến một cái chiếc xe rất nhiều công nghệ. Nhưng mà với Pan Am thì câu chuyện nó đã là hoàn toàn khác. Đây là một cái chiếc xe có rất là nhiều công nghệ và thực sự là nó bắt được trend, có tất cả những cái gì có thể cạnh tranh được với cả những cái đối thủ trên thị trường bây giờ. Để nói về sâu về xa cái chiếc xe này nó ra làm sao thì rõ ràng là không thể ngồi trên yên đứng yên một chỗ và có thể nói về cái chiếc xe này sâu hơn được. Có lẽ là mình sẽ chờ đợi đến một cái thời điểm mà mình có thể được trải nghiệm chiếc xe này, thì lúc đó mình có thể chia sẻ lại cho mọi người về những cái gọi là những cái chia sẻ nó chi tiết hơn, những cái trải nghiệm nó sâu hơn về cái chiếc xe này. Trước mắt thì là như vậy đã thôi. Vừa rồi là những cái hình ảnh đầu tiên của Pan America đến từ Harley Davidson tại Hà Nội. Đây là một trong những cái chiếc xe đầu tiên xuất hiện tại thủ đô và rất là vui ngày hôm nay đã được gọi là sờ mó tọc mạch một tí vào cái chiếc xe này. Và mức giá để chúng ta có thể sở hữu được một chiếc Pan America thì nếu như mà các bạn lấy tất cả những cái thùng đang để ở trên xe đây thì nó sẽ rơi vào khoảng 920 triệu. Còn nếu như mà bỏ thùng đi thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 880 triệu, tức là đống thùng này tất cả là 40 triệu. Các bạn nghĩ sao về cái chiếc xe này? Cái mức giá của nó ra làm sao? Và những cái trang bị của nó thì liệu có đủ cạnh tranh với những cái đối thủ đến từ BMW, Ducati hay là thậm chí là KTM hay không? Thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên là like, share, như là subscribe Đường 2 Chiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào.